Xin chào tất cả các anh em nha. Video này hướng dẫn tất cả anh em tham gia chương trình iGroup từ dự án Zihu LDA Financing các bạn. Để tham gia dự án các bạn click phần link mô tả, bấm nút start chat bot này các bạn. Rồi đầu tiên thì Unigroup up fund. Rồi các bạn đầu tiên các bạn nhấp vào website này cái đó các bạn. Để mình coi nó có yêu cầu đăng ký mail không này nọ, để mình làm đôi lúc nó bị sót nó sẽ không trả token cho các bạn. Rồi bạn nhập vào 3 chữ gạch nha các bạn. Contract home. Và các bạn join vào free sale thôi kìa. Rồi nó không có yêu cầu gì hết thì các bạn bắt đáp lên nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào cho này góp tiếp tục nha các bạn. Đầu tiên thì minimum visit website. Đầu tiên các bạn join kênh chat, nhóm chat và kênh Zalo nữa này các bạn. Zalo rồi các bạn join vào các bạn. Dự án này các bạn sẽ nhận được 2 token ZHFI, 1 token khoảng giá $200 các bạn. Nó mà về một cái mình sẽ làm một cái video hướng dẫn các bạn bán nếu mà list sàn người ta các bạn. Rồi bạn join tiếp 2 kênh nữa các bạn. Rồi mình con này kênh này mình join rồi. Rồi các bạn tiếp tục follow Twitter và retweet pinet 5 người bạn comment và gắn thẻ tan vào nè. Rồi các bạn cứ tiếp tục follow Twitter đi các bạn. Tham quan các bạn copy cái địa chỉ cái dòng hack tan này các bạn. Rồi các bạn follow Twitter các bạn. Rồi các bạn chờ một chút xíu nữa tất cả các bạn. Mình rồi các bạn theo dõi nè. Các bạn like nè. Phan này phải dự án đầu tiên không ta? Phan. Phan các bạn chờ mình chút xíu nữa các bạn. Rồi bài game nữa nè các bạn. Rồi bạn bấm tweet đi tiếp với comment nha các bạn. Các bạn bắt cái hát tan nãy vào đây các bạn. Rồi các bạn copy 5 người bạn của mình nha các bạn. À cộng thì mình a cộng mình đi. Một nè, rồi mình cắt bỏ các bạn tweet lên nha các bạn. Nay mình có follow không ta? Rồi, các bạn bắt up lên nha các bạn. Rồi đầu tiên các bạn cũng vào trang minimum follow minimum nữa các bạn. Medium, các bạn chỉ việc vào minimum các bạn đăng ký một tài khoản cũng như là Facebook, Zalo như này các bạn. Vì mình đã có tài khoản rồi các bạn bấm vào follow. Rồi. Rồi các bạn cũng nhấp vào vô chỗ đăng đèn nào các bạn quay về tường nhà của mình copy cái địa chỉ cái đường link profile minimum của mình các bạn. Các bạn nhấp vào trang cá nhân của mình. À minimum lót chậm đó các bạn. Các bạn chờ mình chút xíu các bạn. Thường thì làm dự án tiền nó chưa về liền đâu các bạn. Một khi nó về được vài con là các bạn cũng ngon rồi, không cần về nhiều các bạn. Rồi các bạn nhấp vào trang cá nhân của mình nè. Rồi các bạn bấm vào mục chia sẻ nha các bạn. Các bạn cũng sao chép liên kết nha các bạn. Tờ. Đây, các bạn sẽ chép vào đây đi để hồi mình gỡ đường link cho nó các bạn. Rồi, các bạn sẽ chép liên kết mở công ty ra rồi các bạn bấm vào nút website subscribe nha các bạn. Subscribe các bạn nhấp vào website của nó nè. Rồi các bạn chờ một chút xíu nha các bạn. Máy mình lót nhanh lắm tại website hồi nãy của nó nè, sao mà nó không kêu mình gì các bạn, đứng xuống các bạn. Nó kêu mình subscribe mà sao mà Lewis. Khoan các bạn chờ mình chút xíu các bạn. Đi sàn Hubit Bobit Hotbit nè. Thì rồi các bạn lướt xuống hoài, các bạn nhấp vào địa chỉ email của mình vào các bạn. Anh Nhân Quỳnh các bạn subscribe nữa nè. Sao kỹ ta. Rồi như vậy là được các bạn. Lại cái nữa các bạn, xong mà nó
Rồi giờ mà nó subscribe rồi nên nó không có cho yêu cầu subscribe nữa nha các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè. Rồi các bạn bấm vào một submit detail nha các bạn. Rồi nó hỏi các bạn có join kênh seller nhóm chat không, các bạn bắt up lên, các bạn kiểm tra lại nha các bạn. Rồi các bạn bấm done nha các bạn. Rồi nó kêu các bạn gỡ cái đường link bờ lo-fi theo word. Các bạn cũng mở theo word của mình ra các bạn. Chết bà, hồi nãy mình copy cái câu sơn em minimum chi mất công không. Rồi các bạn vào một hồ sơ, mình hỏi mất copy lỡ nữa. Rồi các bạn bấm vào ba dấu gạch một chia sẻ nè các bạn. Rồi các bạn cũng sao chép vào khai nhớ tạm nha các bạn. Rồi các bạn chở ra, các bạn bắt up vào đường link cho nó. Rồi các bạn gửi cho nó nha các bạn. Rồi các bạn follow minimum và gửi là cái đường link minimum của nó các bạn. Các bạn cũng nhập vào đường link minimum của nó đặt đây là cái minimum. Các bạn cũng làm như hồi nãy nha các bạn. Không các bạn ơi, nó kêu mình follow minimum và vỗ tay 5 clap nè. Nó kêu mình mắc vỗ tay mới được các bạn ơi. Cái này là một cái ăn minimum mới của nó nè các bạn. Nó tới 2 kênh minimum đó. Phải không ta? Rồi các bạn cứ nhấp vào, các bạn vỗ tay cho nó 5 cái nha các bạn. Rồi các bạn lướt xuống nha các bạn. Chết bà. Rồi các bạn vỗ tay 5 cái nha các bạn. 1, 2, 3, 4, 5. Các bạn cứ nhiều nhiều cũng được nha các bạn. Mười mấy 20 con lên đi. Rồi các bạn cũng nhấp vào trang cá nhân của mình nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào một hồ sơ của mình nè. Một trang cá nhân của mình tiếp tục nè. Quá tệ, minimum thì chậm. Minimum thì các bạn cũng vào trang cá nhân mình, các bạn cũng sao chép khai nhớ tạm được. Hiểu rồi các bạn. Rồi các bạn bắt vào nè. Rồi các bạn gửi cho bot nha các bạn. Rồi các bạn điền địa chỉ cái email các bạn subscribe cái website hồi nãy nha các bạn. Các bạn cố gắng làm một cái dự án này rất là ngon lành nha các bạn. Nó mà về một cái ngon. Rồi các bạn mở địa chỉ với ETH với chút wallet Miser wallet Intel cần 3 với đó các bạn. Rồi các bạn cũng thông cảm cho mình chút xíu nha tất cả các bạn. Rồi sao chép. Các bạn đang làm dự án chưa về đâu các bạn ơi. Khi nào mà nó yêu cầu rút tiền thì mình sẽ làm một cái video hướng dẫn các bạn rút tiền về chứ. Rồi các bạn gỡ để cho bot nha các bạn. Rồi các bạn lấy link ghép mà chia sẻ cho bạn bè và người thân để nhận thêm tập cận nữa các bạn. Và bạn nhận satis cái phơ mình đã nhận. Cái này cái phơ chưa có USD. Rồi các bạn ơi, tôi cần nó sẽ tài khoản nào nó sẽ cập nhật sao cho những tài khoản nào mà làm hợp lệ nha các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.